và chúng ta sẽ bắt đầu theo dõi phần thi hiểu biết xã hội của đồng điện lực Hà Nội. Bắt đầu. Quê kia đất dân rộng, suốt ngày bà con trông mong nó có năm đồng, không bằng tiền xăng của ta mỗi bữa đi dạo bằng ô tô. Nói chung mà đồng quê đó, mà nó sẽ biến thành sân gôn, nhà tranh biến lên nhà tầng, quá đẹp đúng không? Mong 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 đưa tiền nhanh cho tôi sẽ trồng luôn mảnh ruộng quê tôi, tôi sẽ trồng luôn cả nhà ba gian, đưa tiền trồng luôn một hàng chè xanh. Và rồi cuộc sống không còn như xưa khi đô thị được xây dựng nên. Thời gian trôi qua, cuộc sống đi qua, xin hãy trở lại bên ta. Bàn tay cô óc vẫn mong muốn xây dựng quê hương bao ngày qua. Vẫn đôi chân ta vững bước trên những nẻo đường đi về quê ta. Đường làng hiện tại sẽ không tồn tại những tay đua xe nghiệp dư. Quán ba vũ trường sẽ không thư viện, không còn những ánh sáng mở. Mong ước trở lại thay đổi hiện tại không còn nhức nhối như âu lo, âu lo, âu lo, âu lo. Tôi được rồi ta hiểu, con đường lớn về đây, ta đã qua đồng lúa, giờ đường tôi sẽ biết về, để thành phố nhà quê, về hơn bao giờ biết, nơi ta xanh mắt mờ, ta xin vác tâm trạng, sau này cũng trông lớn, ta sẽ không được về đây, và mà tôi lo rằng, chính tại đứng trên này, mẹ mày cưa bố đấy, đứng trên làng màu nâu, ngâm thật lâu cho bác, để bác một gói thầu, xây cùng làng bằng tre, để cho các nhà thầu, nhìn vào mà học tập, đây tre làm trồng được, tuy mang mùi khó ngửi, nhưng bền đẹp tâm hồn, ăn đứt những công trình cao to như mũi đẽo là cái ngụm bên dầm. Còn thời mái nhà tranh có xây cao càng tốt, nhưng mà việc trước tiên bác nên xây trường học, thêm sân chơi cho chúng cháu, mái đình làng đã cũ, mong bác hãy trùng tu để mùng một hôm rằm cháu cùng bà đi lễ, để các cụ trong làng ngày ngày đến thăm nhà ở quê tây ngỡ ngàng. Ôi chưa làng đẹp tuyệt, giờ đây bác đã hiểu các cháu con nhà nông điều kiện chẳng đủ đầy như những người thành phố, nhưng các cháu phải cố giữ lấy nét tinh hoa cha ông ta để lại. Kiến trúc xây dựng ơi, chúng mình cùng cố gắng, đất nước phát triển nhanh vẫn sẽ quanh truyền thống, không gì là không thể, tinh thần của tuổi trẻ sinh viên mình hát lên. Trước khi đưa ra lời nhận xét về phần hiểu biết xã hội của các bạn, tôi muốn hỏi đạo diễn hình ở ngoài xem bầu thông báo cho tôi biết về hiệu quả trên truyền hình như thế nào, chứ tôi nhìn ở cái màn hình đây không thấy gì. Xin hỏi hiệu quả trên truyền hình như thế nào?
trả lời giúp tôi. Đây là một phần thi, cái đấy là cái rất quan trọng bởi vì khán giả truyền hình đang theo dõi. Và nếu như trên truyền hình mà hiệu quả không có thì